Chào mừng các bạn đã đến với bản tin bóng đá ngày hôm nay của bóng đá 24h.vn. Nếu thấy video này hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho chúng mình nha. Messi trong khung gỗ thông báo tin vui. Vào ngày 17 tháng 5 vừa qua, Marc ter Stegen xác nhận sẽ không tham dự vòng chung kết Euro 2020 cùng đội tuyển Đức hè này vì phải phẫu thuật đầu gối. Rạng sáng nay, thủ thành 29 tuổi vui mừng thông báo ca phẫu thuật của anh đã thành công tốt đẹp. Thủ môn được ví là Messi trong khung gỗ của Barcelona viết trên Twitter. Tất cả đều diễn ra tốt đẹp và hôm nay, bây giờ là lúc tôi tập trung cho quá trình hồi phục. Cảm ơn các bạn vì đã gửi lời động viên tôi trong những ngày qua. Ở trận đấu cuối cùng của Barcelona mùa này gặp Eibar thuộc vòng 38 La Liga vào ngày 22 tháng 5, Neto sẽ bắt thay ter Stegen. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của thủ môn người Brazil trong màu áo của đội chủ sân Nou Camp. Theo truyền thông xứ Catalan, Neto không nằm trong kế hoạch của Barcelona. Cựu thủ môn Valencia là một trong những cầu thủ bị điền tên vào danh sách thanh lý của chủ tịch Juan Laporta hè này. Chelsea và Liverpool sẽ vào top 4 ngoại hạng Anh mùa này. Mới đây, trên chương trình On To Play, cựu cầu thủ Chelsea Joe Cole đã đưa ra nhận định về cuộc diện top 4 ngoại hạng Anh 2020-2021. Anh nói, Leicester đã từng chiếm vị trí rất lớn trong cuộc đua vào top 4 ngoại hạng Anh mùa này. Cũng giống như mùa trước, họ sa sút trong những vòng đấu cuối và đứng trước khả năng không có tấm vé dự Champions League mùa tới. Chelsea và Liverpool rõ ràng đã gặp không ít khó khăn, nhưng bản lĩnh của họ đã được thể hiện ở thời điểm quan trọng nhất. Tôi cho rằng Liverpool sẽ dễ dàng đánh bại Crystal Palace với tỷ số cách biệt ở vòng đấu cuối cùng. Chelsea sẽ gặp một chút khó khăn trên sân của Aston Villa, nhưng tôi nghĩ thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ vượt khó thành công. Tôi cho rằng Chelsea và Liverpool sẽ xếp thứ 3 và thứ 4. Leicester có thể đánh bại Tottenham nhưng họ đành chấp nhận xếp thứ 5. Chính thức, huấn luyện viên thứ 3 chia tay Premier League. Vừa qua, Crystal Palace tuyên bố chia tay huấn luyện viên Roy Hodgson khi chiến lược gia kỳ cựu người Anh đã già, không còn chịu được áp lực cao. Kế đến, huấn luyện viên lão làng khác là Sam Allardyce cũng nhanh chóng đưa ra quyết định từ chức huấn luyện viên trưởng West Brom. Tối ngày 21 tháng 5, huấn luyện viên thứ 3 rời khỏi ghế huấn luyện tại Premier League đã lộ diện. Trong một thông báo mới nhất, câu lạc bộ Wolves cho hay đội bóng đạt được thỏa thuận đường ai nấy đi với huấn luyện viên Nuno Espirito Santo. Trong 4 mùa giải tại sân Molineux, Santo dẫn dắt Wolves thăng hạng Premier League với tư cách là nhà vô địch Championship và 2 lần liên tiếp về đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League. Santo ra đi sẽ là mất mát không nhỏ cho bầy sói. Chính thức, Leicester chia tay đội trưởng huyền thoại. Mới đây, trang chủ của Leicester đã đưa ra thông báo chính thức về việc trung vệ kỳ cựu Wes Morgan sẽ treo giày vào cuối mùa giải sau 9 năm gắn bó cùng đội bóng này. Morgan cập bến King Power vào kỳ chuyển nhượng tháng giêng năm 2012 từ câu lạc bộ Nottingham Forest và nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ của bầy cáo. Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của ngôi sao người Jamaica khi anh cùng đồng đội vượt mặt Manchester City để có lần đầu tiên nâng cao danh hiệu Premier League danh giá. Tuy nhiên, những vấn đề về mặt tuổi tác và chấn thương đã khiến Morgan mất dần vị trí chính thức ở những năm gần đây. Thậm chí anh mới chỉ có vỏn vẹn 10 lần ra sân trên mọi đấu trường trong mùa hiện tại. Xác nhận, Messi nghỉ trận đấu cuối cùng của Barca mùa này. Barca sẽ kết thúc mùa giải năm nay bằng chuyến làm khách tới sân của Eibar. Đội bóng xứ Catalan đã hết sạch mục tiêu sau khi bị loại khỏi cuộc đua vô địch La Liga do để thua Celta Vigo ngay tại Nou Camp cuối tuần trước. Trận tới, Barca sẽ không có được sự phục vụ của Messi. Ngôi sao người Argentina đã được huấn luyện viên Koeman cho phép ngồi ngoài ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Leo Messi đã không tập luyện hôm thứ Sáu với sự cho phép từ huấn luyện viên. Anh cũng sẽ không có mặt trong đội hình tham dự trận đấu với Eibar vào thứ Bảy, Barca xác nhận. Messi có thể tận hưởng một kỳ nghỉ trước khi tham dự Copa America. Messi đã trải qua một mùa bóng dài và ra sân đóng góp nhiều cho câu lạc bộ. Cú sốc lớn cho MU, Maguire không tham dự chung kết Europa League. Maguire dính chấn thương dây chằng mắt cá ở trận Man U ngược dòng Aston Villa và vắng mặt ở cả 3 trận đấu tiếp theo tại Premier League cũng như ngày hạ màn mùa giải vào Chủ nhật. Ban đầu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra tương đối lạc quan về việc tuyển thủ Anh sẽ tái xuất tại Granca. Trong những chia sẻ mới nhất, Solskjaer thừa nhận Maguire gần như chắc chắn không thể ra sân ở trận chung kết Europa League. Harry đã bắt đầu đi bộ trở lại, nhưng từ đi bộ đến chạy là một quãng thời gian rất dài. Thế nên thú thực, tôi không nghĩ chúng ta có thể thấy Harry ra sân tại Granca. Gần như là không, tôi sẽ để Harry có thời gian đến đêm thứ ba cho tới buổi tập cuối cùng để xem liệu cậu ấy có thể cố gắng ra sân hay không. Chắc chắn tình trạng của Harry đang có tiến triển,
nhưng những vấn đề liên quan đến dây chằng cần nhiều thời gian để phục hồi. Bên cạnh đó, Sosa cũng thông báo Anthony Martial không kịp trở lại, còn Scott McTominay và Fred vẫn ổn. Tôi biết là Anthony không thể ra sân, Scott và Fred có lẽ sẽ góp mặt. Việc McGuire không thể đá trận chung kết Europa League thực sự là cú sốc lớn trước Man United. Trước khi nghỉ thi đấu vì chấn thương, trung vệ người Anh đã chơi không thiếu một phút nào ở Premier League mùa giải năm nay. Ở cả 3 trận mà cựu cầu thủ Leicester không ra sân, Quỷ Đỏ không thắng để lọt lưới 7 bàn.